Nắng Sưng xin chào mọi người trên kênh của Nắng Sưng nha. Thì ở đây có cái khán giả, cô khán giả đến viếng nữa nè cả nhà. Em thấy là cô đang lau mộ cho cậu. Nói chung là ngày hôm nay xuống đây thì mộ của cậu Năm thay đổi cũng cô rất là nhiệt tình luôn, đang lau mộ cho cậu Năm cả nhà. Sau bao ngày công việc gia đình không có xuống quay được thì khi xuống đây thì khung cảnh của cậu thay đổi cũng quá là đặc biệt luôn ha. Các nhà hàng của đó cũng thay đổi trước tiên là có hai cặp lông. Thì bữa nay là đầu tuần thì cũng có khá nhiều là khán giả đến viếng họ. Ở đây có chị gái này. Anh này đang nói là có ai đó đang bứt cái lông trên quạt của con Năm á cả nhà. Rụng hết một cái, rụng hết một cái lông. Nói là có ai bứt lông trên cây quạt của cậu Năm ở cả nhà. Bữa nay đầu tuần nắng quá trời nắng luôn. Đang chụp hình lưu niệm ở mộ cậu cả nhà. Em thấy ở đây thì dù ở mộ cậu dù nắng hay mưa thì khán giả cũng đến viếng hết đó cả nhà. Khán giả đến thì cũng muốn chụp hình quay phim ở mộ cậu để làm kỷ niệm đó cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.